Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5.0 tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Ở bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn xóa rồi, nhưng mà sẽ có một số vấn đề các bạn cần lưu tâm tới. Ví dụ ở đây thì như thế này, tôi enter lần nữa. Lý do tại sao mà tôi phải không xóa cái phần WordGin này nha bạn, giờ tôi xóa thử bạn xem chuyện xảy ra nhá. Bấm delete ở đây thì lúc này nó sẽ báo lỗi. Nó ghi là try it to get property of an object, có nghĩa là đối tượng này không tồn tại. Và tôi kiểm tra cái bài chúng ta. Bạn thấy rõ ràng là chúng ta có một phần là parent ID ở đây. Đúng không bạn? Bạn vừa tới thành xóa nó rồi. Thì lúc này đặt câu hỏi ra là parent ID này bị gì đẩy mất tiêu rồi, nó không thấy được parent ID này. Nó không tìm kiếm được parent ID này của mình nên nó báo lỗi chúng ta ở đây. Vậy là chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ cho phần này trước khi xóa. Thì tạm thời thì lỡ lỗi rồi nên tôi cũng phải xóa này luôn nha bạn, bắt buộc phải xóa này luôn cho mình. Rồi bây giờ kiểm tra lại này thì phải lại bình thường nha. Rồi thì trước khi xóa thì mình cần phải kiểm tra là nó có cái một cha hay không. Nếu có cha thì mình không được phép xóa nó, được chưa nào? Nhắc lại, trước khi xóa thì mình phải kiểm tra là nó có một cha hay không. Nếu có một cha thì mình không được phép xóa nó. Thì lúc này tôi quay lại phần của mình. Vậy là phần framework project Laravel chúng ta đang làm việc với lại app http rồi vào controller chúng ta lấy phần get chúng ta lấy bim ra đây để cho bạn. Thì lúc này chúng ta trước khi xóa và kiểm tra chút xíu, kiểm tra gì đây, tôi sẽ tạo cái biến là parent bằng get 2. Where gì bạn, parent id và bạn ID của mình. Chúng ta là nó sẽ kiểm tra là có cái parent hay không. Nếu có thì không tồn tại. Đúng nè. Cao. Đấy. Đếm ra. Vậy nếu mà parent bằng 0 có nghĩa là không có parent. Parent bằng 0 có nghĩa là không có giờ nào có parent hết thì tôi tiến hành là xóa cái này. Cắt nó bỏ đây. Được không bạn? Rất là dễ nha. Nếu mà có parent thì không được web xóa. Còn không có parent thì được phép xóa. Ngược lại có parent nè, không có parent nè. Thì tiến hành là echo một cái đoạn như thế này. Strip. Đấy. Với cái type bằng test java strip và tôi tiến hành là như sau. Ở đây thì tôi làm như sau nha. Tôi sẽ thông báo một cái đoạn thông báo như sau là alert. Sorry. You cannot delete chẳng hạn this category. Đấy, được chưa nào? Và tôi tiến hành là chuyển trang về. Thì trong hàm này mình đang dùng JavaScript thì chắc chắn mình cũng phải chuyển trang bằng JavaScript. Thì cái hàm chuyển trang mình là window.location bằng cái chỗ gì đó, được không bạn? Mà chúng ta muốn chuyển trang thì chắc chắn là bạn cần phải sử dụng tới phương thức là route hoặc là những cái phương thức về grep url của mình. Thì đây tôi sử dụng route nha bạn. Tôi tạm thời là tôi chấm phẩy đây, tôi ngắt chuỗi, tôi echo đấy nữa vì chúng ta đang sử dụng là việc bị đây. Tôi sẽ echo ra một cái là route admin .get .list và tôi chạy thử bạn xem nha. Bây giờ tôi chạy lại thử, tôi tạo một cái app, ví dụ đây là quần nha, quần thôi được rồi. Order bằng 1 luôn. Quần mì add vào. Tiếp tục thêm một số cái nữa cho bạn xem nha. Add áo thì ở đây cũng là số 2. Category keyword cũng là áo và đây cũng là áo. Tiếp tục là cặp đi chẳng hạn như vậy. Cặp số 3 chẳng hạn mà tôi add. Đấy. Rồi tiếp tục bây giờ tôi add thêm một cái nữa nha. Tôi add tiếp tục là trong quần thì có là quần jean. Thì trong quần jean thì ra số 4 chẳng hạn như vậy. Chỉ quần là quần jean luôn. Đấy. Tôi add tiếp tục. Và lúc này là nó có quần jean như vậy. Tiếp tục thêm một cái nữa nha. Add. Chúng ta có quần thì trong quần thì có là quần tây chẳng hạn như vậy. Và tôi có là số 5. Copy này cho nhanh nhé. Rồi xong rồi, bây giờ tôi thử nè bạn. Rõ ràng bây giờ chúng ta chỉ có cái phần quần là có phần con. Trong quần có con. Đúng không ạ? Là có quần tay, quần xin hay nằm trong cái thể loại là quần.
Vậy bây giờ áo có không bạn? Áo không có con, tôi xóa thử nha. Xóa. Mực. Được bạn. Bây giờ quần tay sẽ được không bạn? Xóa được luôn, tại vì quần tay đâu có phần con đâu. Rõ ràng bên phần tay không có con nào hết, tôi bấm xóa quần tay luôn nha. Xóa luôn. Bây giờ tôi thử xóa thằng quần nè bạn. Quần là một cha. Đây rõ ràng quần là cha. Nếu tôi bấm xóa quần thì sao bạn? Sorry, you cannot delete this cat. This category. Được chưa nào? Đấy, không những là xóa. Ngâm lại nữa nha. Đấy, được chưa nào? Sorry, you cannot delete this category. Không được xóa phần này. Đấy là rõ ràng phần này các bạn. Và tôi vừa hướng dẫn cho các bạn xong toàn bộ những cái gì thuộc về phần delete trong phần category. Và bạn lưu ý giùm tôi, chúng ta phải kiểm tra thật kỹ cho phần này. Vì khi bạn xóa sai thì mọi việc sẽ là rất là phức tạp các bạn. Được nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.